I get down. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy là chiếc xe Mercedes-Benz AMG C43. Đây là một cái chiếc xe rất là đặc biệt các bạn. Đó là một cái chiếc xe AMG lần đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam. AMG là những cái mẫu xe hiệu suất cao của Mercedes-Benz và dành cho những khách hàng đam mê cái cảm giác lái cũng như là cái phong cách lái thể thao và cá tính. Đó thì ngày hôm nay chiếc xe C43 AMG được chính thức lắp ráp tại Việt Nam. Đó, và đây là một cái tin rất là vui cho những cái tín đồ mà mê những cái dòng xe AMG tại Việt Nam mình nha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái chiếc xe C43 AMG này có những cái điểm gì mà rất là đặc biệt. Đối với C43 AMG này các bạn, phải nói tới là những cái công nghệ cũng như là động cơ của chiếc xe này trước, và sau đó chúng ta sẽ quay lại với lại cái thiết kế cũng như là những cái tiện nghi bên trong nha. Đây là trái tim của chiếc xe AMG C43 các bạn nha. Thì các bạn nhìn vào cái động cơ này, bạn Di khoan hả nói tới những cái thông số kỹ thuật ha, nhưng mà các bạn sẽ nhìn vào bằng mắt trước thôi, các bạn sẽ thấy cái động cơ này được che kín cả cái khoang luôn, mặc dù đây chỉ là cái động cơ 2.0 lít thôi, che khít luôn các bạn thấy không. Đó, vào bên khu vực này các bạn sẽ thấy có một cái hệ thống, đây là gọi là hệ thống tăng áp của cái chiếc xe này ha. Ngoài ra các bạn sẽ thấy cái chiếc xe C43 AMG này nó sẽ có một cái thanh dằn ở trên này. Đó, thì thông thường những cái dòng xe mà thể thao, những dòng xe hiệu suất cao của Mercedes-Benz hoặc là những cái dòng xe AMG các bạn, thì các bạn đều thấy có những cái thanh dằn này. Thực ra những cái thanh dằn này là những cái thanh dằn nó giúp cho ổn định cái khung sườn của chiếc xe. Bởi vì cái xe của chúng ta khi mà chúng ta di chuyển ở một tốc độ rất là cao, hoặc là chúng ta ôm những cái đoạn cua rất là ngoặt, thì cái khung sườn mà những cái xe thông thường các bạn thì các bạn sẽ thấy nó có một cái độ vặn ha. Nhưng mà thanh dằn này nè thì có tác dụng là giúp cho cái chiếc xe của chúng ta nó ổn định hơn khi mà chúng ta đi vào cua ha. Đó, AMG C43 này được lắp ráp thủ công bằng tay Wenman One Engine của cái kỹ sư này các bạn. Trên cái động cơ có để cái tên của anh ấy luôn ở trên này luôn ha. Đó, và cái động cơ này được lắp ráp tại nhà máy AMG ở bên Đức, sau đó được chuyển về Việt Nam để gắn lên trên cái chiếc xe này. Thì AMG C43 này được trang bị động cơ là 2.0 lít, công suất là lên đến 408 mã lực các bạn nha. Có nghĩa là cái sức mạnh của cái chiếc xe này nó tương đương với lại một cái động cơ có thể nói là 4.0 hoặc là kể cả 5.0 của những cái thương hiệu xe khác luôn các bạn nha. Rất là mạnh luôn. Và cái động cơ 2.0 này nó còn kết hợp với lại một cái động cơ điện 48V nữa. Mặc dù là với cái động cơ chỉ có 2.0 lít thôi bạn, nhưng mà công suất lên đến 408 mã lực, bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta còn được trang bị thêm một cái hệ thống tăng áp, bên Duy gọi là Turbo Electrify. Đây, trên bên hông chiếc xe cũng có sẽ để cái logo ở trên này ha các bạn. Cái hệ thống tăng áp này được lấy từ cái xe đua F1 của những cái dòng xe AMG ha. Đây cũng rất là đặc biệt. Đây là một cái xe có thể nói là sử dụng hầu như là rất là nhiều công nghệ của những chiếc xe đua ha. Thì thực ra cái hệ thống mà turbo điện này các bạn, mình gọi là turbo điện này ha. Đó, thì nó sử dụng một cái motor điện rất là nhỏ thôi, được gắn ở bên trong cái turbo, giúp cho cái turbo này có thể là quay đến là 156.000 vòng trên một phút luôn. Đó, thì các bạn biết rồi, cái turbo thì nó có tác dụng là đưa cái không khí vào bên trong cái xi lanh, đưa cái không khí vào bên trong buồng đốt nó nhiều hơn, giúp tăng cái chỉ số nén cũng như là làm tăng cái công suất của động cơ. Đi kèm với lại cái động cơ rất là mạnh mẽ này thì cái hộp số của chiếc xe nó phải thích ứng với cái động cơ mạnh mẽ như thế này. Đây là cái hộp số mà MCT9G, sử dụng hầu hết trên những cái dòng xe hiệu suất cao của Mercedes-Benz, chẳng hạn như là AMG GTR luôn, cho cái khả năng là bắt số nhanh hơn và giảm cái phần hao phí chuyển động từ cái động cơ sang cái hộp số rất là nhiều. Tiếp theo nữa các bạn, thì một cái chiếc xe mà thể thao, một chiếc xe hiệu suất cao bạn, khi mà các bạn chạy trên những cái đoạn đường đua ha, ở một cái cua rất là ngoặt, ở một tốc độ rất là cao bạn, thì ngoài cái việc là có một cái thanh dằn này để giúp cho cái khung xe của chúng ta ổn định hơn, thì cái phần mà cao su để gá cái động cơ này nó cũng phải đặc biệt hơn nữa các bạn. Đó, thì thông thường các bạn sẽ thấy là cái phần mà cao su được mà gác trên cái động cơ này các bạn thì chỉ là một cái cục cao su thông thường thôi,
của những cái dòng xe khác. Nhưng đối với các chiếc AMG C43 này thì cái cục cao su chân mái này chúng ta có thể điều chỉnh được cứng hoặc là mềm. Đó, trong những cái trường hợp mà chúng ta đi thông thường trên đường phố các bạn, thì có thể là cục cao su đó nó sẽ mềm để mà giúp cho cái chiếc xe của chúng ta nó giảm chấn tốt hơn, nó êm ái hơn. Nhưng khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà cua, những cái đoạn đường ngoặt đó, đòi hỏi là chiếc xe của chúng ta phải thăng bằng và ôm cua tốt hơn, cái cục cao su đó nó phải cứng hơn để giúp cho cái động cơ của chúng ta nó sẽ không bị rung lắc nhiều. Đó là giúp cho cái việc mà chúng ta ôm cua của chiếc xe này nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với lại bình thường. Đó là một cái công nghệ cũng sử dụng từ cả những cái xe đua F1 hoặc là cả chiếc xe AMG GTR. Có thể nói là những cái công nghệ mà có thể là các bạn hơi khó hiểu cũng như là hơi bị gọi là nhàm chán, nhưng đối với cái chiếc xe C43 AMG này thì Di phải chia sẻ rất là nhiều hơn ở những cái chi tiết công nghệ đó như thế ha. Cái điểm mà nổi bật nhất khi mà chúng ta nhìn từ bên hông đó chính là cái phần này các bạn ha. Đó không phải là cái mâm xe đâu, thực sự là cái mâm xe của chiếc xe C43 AMG này nó cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà cái điểm mà có thể nó nhìn vào đập vào mắt của những cái tín đồ mê xe các bạn, đây chính là cái cụm thắng ha. Cái cụm thắng của chiếc xe AMG C43 này được sơn cái màu đỏ nè, có cái chữ AMG ở trên cái cụm thắng, và đặc biệt cái cụm thắng này của chúng ta nó sẽ to gấp đôi so với lại những cụm phanh thông thường. Đó thì thực sự là những cái chiếc xe mà chạy nhanh, cái xe hiệu suất cao, bạn đòi hỏi là cái cụm phanh của chúng ta phải thật là to để cái việc mà phanh của chiếc xe nó sẽ hiệu quả hơn ha. Đó, ngoài ra thì cái đĩa phanh của chúng ta cũng vậy, nó rất là to luôn, và trên cái đĩa phanh nó sẽ có những cái chi tiết và đục lỗ. Những cái chi tiết này mà Di nói thì các bạn nói cái này nó cũng là bình thường thôi, đâu có gì đâu mà đặc biệt. Nhưng chỉ có những cái dòng xe thể thao, những cái dòng xe hiệu suất cao mới được trang bị cái cụm phanh như thế này thôi các bạn nha. Các bạn cũng thấy là ở phía sau cũng là một cái cụm phanh được sơn màu đỏ luôn, nhưng mà với cái cụm phanh ở phía sau này nó sẽ nhỏ hơn so với phía trước, bởi vì là khi mà xe của chúng ta chạy tốc độ cao bạn, khi mà chúng ta cần phanh á thì hầu như là trọng lực của chiếc xe đều dồn về phía trước rất là nhiều. Đó cho nên là việc thiết kế cái cụm phanh ở phía trước lúc nào nó cũng sẽ to hơn rất là nhiều so với ở phía sau, kể cả cái đĩa phanh luôn các bạn nha. Đó, ngoài ra thì cái hệ thống treo xe của cái chiếc xe C43 AMG này nó cũng sẽ khác so với những cái dòng xe thông thường. Đây là hệ thống treo AMG Ride Control, chúng ta có thể được điều chỉnh được cái độ cứng mềm của cái hệ thống treo này để giúp cho cái người lái nó tăng cái cảm xúc, tăng cái cảm giác lái lên các bạn nha. Với kích thước tổng thể của chiếc xe AMG C43 này đâu đó khoảng tầm 4m7 thôi, nhưng C43 AMG vẫn được trang bị cái tính năng đánh lái trục bánh sau các bạn nha. Nhưng mà chúng ta đánh lái chỉ có 2,5 độ thôi. Thực sự với cái tính năng mà đánh lái trục bánh sau trên chiếc AMG C43 này, nó sẽ giúp cho các chiếc xe chúng ta vận hành tốt hơn ở tốc độ cao, chúng ta đi nhanh hơn khi chúng ta cần đánh lái vào những cái đoạn cua các bạn, sẽ giúp cho cái hiệu quả vào cua nó sẽ được tốt hơn so với thông thường. Ngoài ra thì cái tính năng đánh lái trục bánh sau 2,5 độ này thì nó giúp cho chiếc xe của chúng ta nó quay vòng trong những cái trường hợp mà chúng ta cần quay vòng chữ U ha, nó cũng sẽ giúp cho cái bán kính của vòng quay nó được nhỏ hơn, chúng ta xoay đầu xe nó cũng sẽ dễ dàng và linh hoạt hơn rất là nhiều. Đối với những cái chiếc xe mà thể thao bạn thì cái phần mà đuôi xe cũng là một cái chi tiết có thể nó rất là thu hút luôn, tại vì khi mà chúng ta xe của chúng ta tại chạy phía trước bạn thì có những cái chiếc xe đi phía sau nhìn cái chiếc xe của chúng ta, thì cái phần mà thiết kế của những cái chiếc xe thể thao ở phía sau này nó cũng sẽ chăm chút hơn rất là nhiều. Điển hình như là chiếc C43 AMG của chúng ta được trang bị là tổng cộng là hai cái bô kép nè, đối xứng hai bên luôn ha. Khi chúng ta nhìn từ phía sau thì đây biết đây là một cái dòng xe có nó là thể thao thực thụ luôn đó, và bô xe của chúng ta các bạn đã được đưa ra ngoài luôn, chứ nó không có làm bằng giống như là những cái dòng xe Mercedes-Benz thông thường nữa ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy có những cái phết tán gió nè, đó đây là những cái chi tiết phết tán gió giúp cho xe chúng ta khí động học hơn. Ngoài ra về mặt thẩm mỹ đó, về độ ngầu của chiếc xe này nó cũng tăng lên rất là nhiều ha. Thực ra thì đối với cái chiếc xe C43 AMG này thì cái phần cánh lướt gió này nó sẽ được dài hơn và to hơn nhiều so với lại những C300 AMG hoặc là những cái mẫu xe được trang bị body AMG Line thôi ha. Ngoài ra thì với cái ống xả này chúng ta có thể điều chỉnh được cái âm thanh đưa ra bên ngoài giảm hoặc là to thông qua cái tính năng là lái là sport cộng hoặc là tính năng lái là đua, bạn được đua ha, ray đó, rất là cá tính ha, rất là thú vị trên cái chiếc xe AMG C43 này. Các bạn sẽ thấy ở cái phần đuôi xe ở bên trái được gắn cái logo AMG, còn ở bên phải sẽ là cái
chữ C43 ha, có nghĩa là đây là cái cách mà để chúng ta phân biệt những cái mẫu xe AMG thực thụ so với những cái mẫu xe AMG Line. Chẳng hạn như C300 của chúng ta các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái chữ C300 ở đây và cái chữ AMG ở bên này ha. Đó là cái cách phân biệt giữa cái dòng xe AMG thực thụ và dòng xe AMG Line thôi các bạn ha. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở trên cái phần mà cabo của chiếc xe có một cái cánh lướt gió rất là mỏng, nhưng mà chúng ta cảm thấy nó rất là duyên ha. Với cái cánh lướt gió nhỏ như thế này thôi nhưng mà góp phần làm cho cái phần tổng thể của phần đuôi xe của chiếc xe C43 AMG này nó thêm một cái phần là cá tính. Các bạn sẽ thấy là cái tên đầy đủ của cái chiếc xe này là Mercedes AMG C43 4MATIC. Các bạn thấy 4MATIC ở đây có nghĩa là tính năng vận hành 4 bánh toàn thời gian, và các bạn chỉ thấy trên những cái dòng xe SUV của Mercedes-Benz thôi, những chiếc xe địa hình thôi, nhưng với chiếc xe C43 này vẫn được trang bị cái tính năng 4MATIC vận hành 4 bánh toàn thời gian, giúp cho chiếc xe của chúng ta bám đường tốt hơn khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao. Và với cái tỷ lệ phân bố tỷ số truyền là 31 ở phía trước và 69 ở phía sau thì giúp cho cái việc mà tăng tốc của chiếc xe nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Vừa rồi thì Di đã cho các bạn xem những cái điểm thật sự rất là ấn tượng, rất là tuyệt vời của mẫu xe C43 AMG này so với lại những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz hoặc so với đối thủ của chúng ta ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe AMG C43 này còn được trang bị hầu như là những cái công nghệ, những cái tiện nghi mà phải nói là mới nhất và hàng đầu của Mercedes-Benz. Là các bạn điển hình là các bạn sẽ thấy là đây là hệ thống đèn pha Digital Light. Đây là một cái công nghệ đèn có thể nói là tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ luôn, cũng như là nền công nghiệp ô tô trên thế giới. Và với cái đèn pha Digital Light này, nó sẽ hoạt động chính xác hơn gấp 100 lần so với lại thế hệ đèn multi-beam thế hệ trước của Mercedes-Benz các bạn nha. Và với cái đèn pha Digital Light này thì bên trong nó có rất là nhiều những cái tính năng. Các bạn có thể là tham khảo thêm về cái hệ thống đèn pha này, Di có thể là để link cho các bạn tham khảo thêm nha. Tiếp theo các bạn sẽ thấy là C43 AMG được trang bị cái camera phía trước, đồng nghĩa với việc là C43 AMG của chúng ta được trang bị hệ thống camera 360 độ ha, giúp cho việc quan sát toàn cảnh của chiếc xe nó sẽ được tiện lợi hơn. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo Mercedes-Benz được đặt ở bên trong một cái tấm kính như thế này các bạn. Thì thật sự bên trong đây là một cái radar giúp cho chiếc xe C43 AMG này có thể là giữ khoảng cách với cái chiếc xe phía trước. Ngoài ra thì chúng ta còn rất là nhiều những tính năng để hỗ trợ lái từ bên trong cái radar này của chiếc xe C43 AMG ha. Đi sang bên hông một chút xíu thì các bạn sẽ thấy ở đây có chữ là Turbo Electrify. Đây là một cái hệ thống mà tăng áp trên những chiếc dòng xe đua F1 của Mercedes-Benz mà vừa rồi Di đã chia sẻ cho các bạn ha. Đó, tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là trên gương chiếu hậu của chúng ta sẽ có một cái đèn tam giác ở đây. Đó thì đây là cái tính năng cảnh báo điểm mù, giúp cho người lái của chúng ta quan sát những cái điểm mù ở bên hông, những cái điểm mà chúng ta không thể nào nhìn được trên gương chiếu hậu ha, giúp cho việc quan sát cho lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Đó, C43 AMG chắc chắn một điều sẽ được trang bị cái tính năng là Keyless Go, cảm ứng và lock cửa thông minh. Đó, các bạn sẽ thấy là tay nắm cửa chúng ta sẽ có một chi tiết mạ rơm nè. Đây là điểm nhận biết cho những cái tay nắm cửa thông minh của Mercedes-Benz. C43 AMG là một cái chiếc xe mà thể thao gọi là thuần chủng luôn các bạn. Một cái chiếc xe thể thao có phải nói là thể thao trong tất cả những cái dòng xe thể thao ha. Đó, cho nên là cái việc mà chúng ta được trang bị một cái vô lăng của những chiếc xe đua thì đây là một cái điều hiển nhiên rồi. Các bạn nhìn thấy nè, nhìn cái vô lăng thôi là các bạn đã muốn lái xe rồi các bạn ha. Đó, vô lăng của chúng ta nè, nó làm rất là đẹp luôn và cảm giác mà khi cầm vào nó rất là chắc tay. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè, vô lăng của chúng ta là vô lăng đá bằng ha. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ thấy là có những cái nút bấm. Đây, Di sẽ nổ máy lên. Đó, nổ máy lên thì sẽ hơi ồn một chút xíu ha. Di sẽ cho các bạn xem những cái nút bấm nè. Đó, những cái nút bấm này chúng ta có thể được điều chỉnh nè, thông qua những cái cơ cấu xoay hoặc là ấn nút ở đây. Đó, các bạn thấy nè, tăng bô nè, giảm bô lại nè. Tính năng lái của chúng ta có thể điều chỉnh ở bên này. Nó nhìn nó bắt mắt hơn và nó tiện lợi hơn rất là nhiều các bạn nha. Các bạn thấy không? Rất là thích luôn. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy cái lẫy số nè. Lẫy số ở phía sau vô lăng nó cũng sẽ to hơn rất là nhiều so với những cái lẫy số của những cái xe Mercedes-Benz thông thường. Về cái phần màn hình, những cái hệ điều hành của chiếc xe C43 AMG này thì các bạn cũng sẽ thấy giống như trên cái chiếc C300 AMG thôi. Nó cũng sẽ không có khác nhiều, những cái tính năng về cài đặt nào cũng không khác nhiều các bạn. Nhưng mà ở trên cái phần mà màn hình này nó sẽ có thêm cái phần là performance, thì giúp cho cái chiếc xe của chúng ta
nó nhìn thể thao hơn, hoặc là nó có những cái tính năng mà để hỗ trợ cho chúng ta lái trên đường đua các bạn. Những cái phần mà đồng hồ mà lại ghi nhận lại cái phần công suất, hoặc là mức tiêu thụ nhiên liệu, hoặc là mô men xoắn, hoặc là dữ liệu về đường đua, mình gọi chung là dữ liệu về đường đua ha, nó sẽ tích hợp ở trên cái màn hình này. Đó, nó sẽ khác hơn so với C300 một chút xíu. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy cái khu vực này các bạn, thì C43 AMG mà nếu mà được trang bị những cái tấm ốp này bằng carbon á, thì Duy nghĩ nó còn sẽ thú vị hơn và thích hơn rất là nhiều ha. Nhưng mà C43 AMG thì được trang bị bằng một cái loại gỗ và có những cái sọc bằng nhôm. Đó, thì với cái thiết kế này thì các bạn sẽ thấy là giống như trên cái chiếc xe GLC 200 Formatic mà bên Duy vừa mới ra mắt, hoặc là cũng giống như những cái thiết kế dành những cái dòng xe Maybach các bạn ha. Mặc dù là một chiếc xe thể thao nhưng mà nó phải đầy đủ các bạn, nó phải là dàn âm thanh nó cũng phải hay. Đó, đặc biệt là chiếc xe C43 AMG này vẫn được trang bị cái loa Boommaster ha, 15 loa, công suất là 710W, giống như những cái dòng xe Maybach của Mercedes-Benz hoặc là C300 AMG. Cửa sổ trời toàn phần vẫn được trang bị trên các chiếc xe Mercedes-Benz C43 AMG này. Đó, thực sự thì với cái phần mà tổng quan của chiếc xe C43 AMG này thì Di nghĩ là Di không cần phải nói quá là nhiều nữa, mà Di đã chia sẻ cho các anh chị các bạn xem những cái điểm thật sự là rất là ấn tượng trên cái chiếc xe C43 AMG này. Đó là một cái điểm mà có thể nói là thu hút tất cả những anh chị khách hàng mà đến để xem cái chiếc xe C43 AMG này. Thực sự các bạn, Di chia sẻ một điều là bạn, những cái anh chị khách hàng mà quan tâm tới những cái chiếc mẫu xe C43 AMG hoặc là đã mua những cái chiếc xe C43 AMG ở bên Di rồi bạn, thì thường là những cái anh chị đó đã rất là hiểu biết về những cái dòng xe của Mercedes-Benz rồi, và đặc biệt là những cái anh chị đó đã có thể là lái những cái mẫu xe AMG ở bên nước ngoài rồi, và bây giờ về Việt Nam mới tiếp tục là thấy cái mẫu xe C43 AMG này và quyết định lựa chọn. Thực sự với cái mức giá là 2.960.000.000 đồng trên cái chiếc xe C43 AMG, một cái chiếc xe phải nói là thể thao thực thụ và đặc chủng của AMG, hầu như là đây là một mức giá phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Vừa rồi là Di đã cho các bạn xem cái điểm rất là thú vị trên cái xe C43 AMG này rồi. Đó, thì để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe C43 AMG này hoặc là những mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.